các bạn đang xem trên tay tôi đó là nắp capo, capo của dòng xe Mitsubishi Mirage. Đây là nắp capo của dòng xe Mitsubishi Mirage, dòng xe 4 chỗ được bán rất là chạy tại thị trường Việt Nam. Đấy, đang được trực tiếp các sản phẩm này thì trực tiếp chúng tôi nhập khẩu từ Thái Lan về và phân phối tại thị trường Việt Nam để phát triển thị trường chạy. Nên sản phẩm chúng tôi nhập khẩu từ Thái Lan. Đấy, do An Việt nhập khẩu và phân phối từ Thái Lan về tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi nhập khẩu về và phân phối tại thị trường Việt Nam. Thì đây là ca lăng, đây là nắp capo. Thì trong quá trình mà chúng ta đi xe trên đường thì nắp capo nằm ngay ở đầu xe, dẫn đến đâm va gãy vỡ, và nó sẽ móp méo cái capo, và lúc ấy chúng ta không thể nào mà chúng ta gò được. Thì lúc đó bắt buộc các bạn phải thay thế. Thì phụ tùng An Việt chuyên nhập khẩu và phân phối phụ tùng dòng xe Mitsubishi Mirage chính hãng tại thị trường Việt Nam với giá thành cực kỳ cạnh tranh. Thì các bạn nhu cầu thay thế phụ tùng dòng xe Mitsubishi Mirage thì vui lòng liên hệ phụ tùng An Việt.